Thưa quý vị, hôm nay ngày 22 tháng 3 là Ngày Nước Thế Giới với thông điệp thúc đẩy sự thay đổi. Ngày Nước Thế Giới năm nay, ngày 22 tháng 3 năm 2023, được đưa ra nhằm khuyến khích mọi người thay đổi cách sống, cách sử dụng, khai thác và quản lý nguồn nước một cách hiệu quả trong cuộc sống của mình, đặc biệt hơn là thúc đẩy thay đổi để giải quyết cuộc khủng hoảng nước và vệ sinh môi trường. Trong báo cáo về mục tiêu phát triển bền vững năm 2022, ngày nay khoảng 2 tỷ người trên toàn thế giới không được tiếp cận với nguồn nước, một nguồn nước uống an toàn, và khoảng một nửa dân số thế giới đang gặp phải tình trạng khan hiếm nước nghiêm trọng trong ít nhất một phần của năm. Con số này dự kiến sẽ tăng lên, càng làm vấn đề thiếu nước thêm trầm trọng hơn do sự biến đổi khí hậu và gia tăng dân số. Lễ kỷ niệm Ngày Nước Thế Giới năm nay trùng với thời điểm bắt đầu hội nghị về nước năm 2023 của Liên Hợp Quốc được tổ chức từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 3 tại New York, Mỹ. Tại châu Phi, khoảng 190 triệu trẻ em ở 10 nước châu Phi phải đối mặt với nguy cơ cao về các vấn đề liên quan tới nguồn nước như là tiếp cận nguồn nước, vệ sinh môi trường và vệ sinh cá nhân. Trong khi đó thì tại Somalia, 43.000 người thiệt mạng cũng vì thiếu nước. Điều này cho thấy nước đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của con người. Theo báo cáo công bố ngày 20 tháng 3 của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF, mối đe dọa từ 3 nguy cơ liên quan đến nguồn nước nghiêm trọng nhất ở một số quốc gia như là Burkina Faso, Cameroon, Niger, Nigeria và Somalia. Điều này đã khiến Tây và Trung Phi trở thành khu vực mất an toàn nhất về nước, cũng như chịu đựng mức tổn thất lớn nhất về biến đổi khí hậu. Trong khi đó, một số quốc gia vùng Sahel còn phải đối mặt với tình trạng bất ổn và xung đột vũ trang, khiến khả năng tiếp cận nước sạch và vệ sinh của trẻ em càng trở nên khó khăn hơn. Hạn hán kỷ lục ở Somalia đã khiến 43.000 người thiệt mạng trong năm ngoái, trong đó có một nửa là trẻ em dưới 5 tuổi. Đây là nghiên cứu do Trường Đại học Y học và Nhiệt đới Vệ sinh Dịch tễ London Anh chủ trì tiến hành. Cũng theo nghiên cứu này, cuộc khủng hoảng do hạn hán lần này ở Somalia có thể còn nghiêm trọng hơn đợt hạn hán hồi năm 2017 và 2018 ở nước này. Tỷ lệ tử vong có thể sẽ tăng trong nửa đầu năm nay. Dự báo tổng số người tử vong có thể nằm trong khoảng 18.100 đến 34.200 người. Ngoài ra, theo Liên Hiệp Quốc, sau 5 mùa mưa liên tiếp thiếu mưa, thì một nửa số dân 17 triệu người của Somalia cần hỗ trợ khẩn cấp. Còn tại Mỹ, hạn hán kéo dài hàng thập kỷ do sự nóng lên toàn cầu cũng đã làm suy giảm nghiêm trọng nguồn nước. Nhiều bang của nước này đang phải đối mặt với nguy cơ thiếu nước trầm trọng, thậm chí đã có những tranh cãi gay gắt giữa các bang về quyền sở hữu, phân phối các nguồn nước. Thông tin từ phóng viên thường trú Việt Nam tại Mỹ. Rio Verde Foothills từng được ví là thiên đường nhỏ của bang Arizona. Thế nhưng 500 hộ gia đình ở đây đang thiếu nước nghiêm trọng. Lý do bởi nguồn nước bị cắt đột ngột, nước khan hiếm, giá bị đẩy lên cao. Mức giá trước đây là 4,5 đến 5 sen một gallon. Giờ tôi đang tính 11 sen một gallon. Tôi thậm chí không biết liệu như vậy đã đủ chưa. Mọi người nhận được những hóa đơn gây sốc. Gia đình bà Wendy đã phải trả $1,200 tiền nước cho tháng này. Đĩa giấy, dao kéo nhựa cho bữa ăn, rồi hạn chế tắm, thậm chí phải hứng nước mưa vào thùng để xả thải, là những cách để gia đình tiết kiệm chi phí. Những gì chúng tôi làm hàng ngày là đổ đầy tất cả các bình này và chúng tôi đặt chúng cạnh bồn cầu trong phòng tắm của mình để có thể xả nước nhà vệ sinh. Sông Colorado, nơi cung cấp 70% lượng nước cho khoảng 40 triệu người dân ở miền Tây nước Mỹ. Hạn hán kéo dài suốt 2 thập kỷ khiến mực nước con sông xuống thấp nguy hiểm. 7 bang phụ thuộc vào nguồn nước này đang tranh cãi để làm sao cắt giảm 1/4 lượng nước tiêu thụ. Nước Mỹ đang đối mặt với hạn hán nghiêm trọng. Vì vậy, chúng tôi phải bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về việc bảo tồn nguồn nước như vấn đề trang trí bãi cỏ trên sa mạc, bể bơi hay sân golf. Những căn nhà mới vẫn tiếp tục dựng lên, còn chủ nhân của căn nhà này đang muốn rời đi, giao bán, song chủ nhà không quên căn dặn, người mua hãy cẩn thận, không có nước ở Rio Verde. 40% lãnh thổ và hơn 30% dân số của Mỹ đang rơi vào tình trạng thiếu nước. Giải cứu các mảnh đất khô hạn đang là thách thức không nhỏ đối với chính quyền và người dân Mỹ. Thiếu nước cũng ảnh hưởng và làm giảm sản lượng nông sản và trên thực tế đang đẩy giá lương thực thực phẩm lên cao tại Mỹ. Công Tùng, phóng viên truyền hình Việt Nam tại Mỹ.